Thầy xin chào tất cả các em. Trong giờ học toán hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là hỗn số các em nhé. Đây là nội dung bài học trong sách giáo khoa ngày hôm nay. Nội dung kiến thức cần đạt được: một, nhận biết về hỗn số; hai, biết đọc, biết viết hỗn số; ba, biết biểu diễn hỗn số trên tia số. Chúng ta cùng đi vào nội dung bài học các em nhé. Một ví dụ: có 2 cái bánh và 3/4 cái bánh. Như vậy ta có tất cả bao nhiêu cái bánh nào? Ta có 2 cái bánh và 3/4 cái bánh, viết gọn là 2 và 3/4 cái bánh, đọc là 2 và 3/4. 2 và 3/4 gọi là gì? 2 và 3/4 được gọi là hỗn số. Trong hỗn số 2 và 3/4, số 2 được gọi là phần nguyên, 3/4 là phần phân số. Ghi nhớ, mỗi hỗn số đều gồm phần nguyên, đơn vị và phần phân số. Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị. Khi đọc hoặc viết hỗn số, ta đọc hoặc viết phần nguyên, rồi đọc hoặc viết phần phân số. Thế các em nắm được nội dung bài hôm nay như nào? Các bạn dừng video và xem lại ghi nhớ một lần nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng sang phần thực hành. Một, dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp theo mẫu. Mẫu, thầy có 2 hình tròn bằng nhau, một hình tròn tô hết tất cả và hình tròn thứ hai tô 1/2 của hình tròn. Thầy được phân số 1 và 1/2, viết 1 và 1/2, đọc 1 và 1/2. Tương tự, các em làm câu A, câu B và câu C cho thầy nhé. Các em chỉ cần viết và đọc thôi, các em không cần vẽ hình vòng. Rồi các em cùng làm vào vở nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài. Câu A, viết 2 và 1/4, đọc 2 và 1/4. Câu B, viết 2 và 4/5, đọc 2 và 4/5. Câu C, viết 3 và 2/3, đọc 3 và 2/3. Bây giờ các em kiểm tra lại bài làm của mình nào. Rồi các em lưu ý, khi viết hỗn số chúng ta viết phần nguyên và phần phân số, và dấu gạch của phân số nó phải nằm ở giữa cái phần nguyên, phần phân số thì nó phải được tách biệt rõ ràng ra, tránh cái phần nguyên nó nằm ở trên tử số hoặc nó nằm chung ở dưới mẫu số các em nhé. Chúng ta cùng sang bài tập số 2. Viết số thích hợp vào ô trống dưới mỗi vạch của tia số. Đây, nhắc lại các em chú ý quan sát cái tia số ở cái góc bên tay trái, góc xuất phát bao giờ nó cũng là số 0, và bên tay phải bao giờ nó cũng là cái mũi tên. Bởi vì sao? Bởi vì không có số tự nhiên nào lớn nhất, nó cứ được kéo mãi. Bây giờ chúng ta sẽ viết 3 hỗn số vào 3 cái vạch còn thiếu trong bài này. Các em dừng bút và làm bài. Hết thời gian, chúng ta cùng nhau sửa bài. Rồi, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, tức là 1. Rồi, vạch tiếp theo được 1 và 1/5. Như vậy tiếp đến là 1 và 2/5, 1 và 3/5, 1 và 4/5. Và tiếp đến là 10/5, tức là 2 đấy các bạn. Rồi, các bạn kiểm tra lại bài làm của mình cái nào. Rồi, chúc mừng tất cả các em. Rồi, bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Các em chú ý xem lại hỗn số là gì các em nhé. Và chú ý khi đọc viết phân số, các em cố gắng làm bài thật chính xác các em nhé. Thầy xin thân mến chào tạm biệt các em.